Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game Toka Life World. Hôm nay chỉ có khuyến mãi, mua một tặng một tính tiền ba. Như có gì đó hơi sai phải không ta? Người anh tên là Hoài Việt, anh ấy thích màu vàng, trai thích màu vàng, không được. Wow, ngủ ngu chi. Cái máy này là để sửa lại tóc đúng không? Yên tâm, để anh làm cho nha, ngồi im đi. Rồi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hey, dạo gần đây tôi thấy anh em ở trong Hero Team á, nhất là bà Sam với bà Sim nè. Có thêm Kairon nữa, cũng đang chơi cái trò Toka Life World nè. Tôi thấy Kairon quay khá là nhiều luôn, tôi không biết game này là game gì hết trơn á. Cho nên bây giờ tôi sẽ vào tôi xem thử nha. Cũng có rất là nhiều bạn bảo tôi là chơi game này thử. Cái gì đây? Vừa vô game chúng ta sẽ thấy là game nó tạo cho chúng ta một cái thành phố hả? Game này là game kiểu xây dựng á, thấy gì mà tự nhiên vừa vô nó xây nhà rồi lum lai ra. Ui, thành phố đẹp nha, xịn nha. Rồi còn gì ở đây? Từ. Thế giới này kiểu giống như là thế giới phim hoạt hình á bạn, nhìn khá là dễ thương. Khu này là khu công viên này, nhà xây lên cái kiểu nhìn đáng yêu nha. Rồi, ok, sau khi chúng ta ngồi xem nó xây dựng xong thì hiện tại bây giờ chúng ta đang có một cái thế giới được mang tên là thế giới của Toka mấy bạn ạ. Ủa mà Toka có nghĩa là gì ta? Này tôi không biết nha. Ở bên đây có bãi biển cái kiểu nữa nè, rồi thành phố nè, khu này là khu đảo mùa thu nè. Ui nhìn khá là đẹp, khá là xịn sò. Rồi ở trên đây nó kêu mình là tạo một nhân vật hả? Từ để mình xem coi tạo nhân vật là tạo gì đây ta. Tạo nhân vật cho bản thân mình hả? Được, tôi sẽ thử tạo cho tôi một cái nhân vật đó thật là đẹp trai nha các bạn nha. Đầu tiên thì tôi sẽ chọn là ở đây là chúng ta có em bé nè, có cả người già nè, chỉnh thành người già được luôn nè. Tôi sẽ chỉnh tôi thành người lớn đi. Đây, ok, tôi là người lớn nha. Ok, rồi, ở chỗ này chúng ta sẽ có thể chỉnh được cho chúng ta màu da. Đây. Các bạn thấy ở ngoài đời thật thì tôi cũng hơi trắng xíu á, cho nên là tôi sẽ chọn cho tôi cái màu da nó trắng trắng xíu. Đấy, rồi, ok. Tiếp theo nữa là chân hả? Ủa cái chân. Ui, cái tay hả? Cái này là tay chân robot được luôn hả? Ui, ngầu vậy ta. Nhưng mà thôi chắc không cần tay chân robot rồi đâu. Bây giờ ở bên đây là kiểu tóc nè. Tôi thì tôi xem coi ở chỗ này có tóc này nhìn giống giống tóc Rainbow ha. Cái tóc này nhìn giống tóc Rainbow bạn ơi. Trời gì đây? Đầu cắt môi. Trời ơi. Có cả đầu cắt môi nữa mấy ông ơi. Hợp lý phết nha. Rồi có thêm đầu chọc nữa nè. Nhưng mà tôi thì tôi sẽ chọn tôi. Ui, kiểu này nhìn có vẻ giống ở ngoài đời thật của tôi nè. Đây, kiểu này được. Tôi sẽ chọn màu này đi. Rồi chúng ta sẽ còn có thể chọn màu tóc nữa sao? Yeah. Bình thường á thì mấy bạn sẽ thấy là tôi là tóc của tôi là màu xanh dương đúng không? Nhưng mà ở ngoài đời thật thì tóc của tôi là màu trắng. Nên chọn màu trắng hay màu xanh dương ta? Thôi kệ, chọn màu xanh dương đi. Màu xanh dương là màu signature của tôi mà, cho nên tôi sẽ chọn màu xanh dương nha. Rồi ok, tiếp theo nữa sẽ là bên này còn mấy kiểu tóc nhìn lạ vậy. Cái này là tóc bàn chải đánh răng nè. Còn này tóc gì đây? Tóc tủ hành nè. Trời ơi, đây có nhiều cái kiểu tóc độc lạ thật sự bạn ạ. Nhưng mà thôi, tôi thích cái tóc tóc này hơn. Ok, tôi sẽ để tóc này đi. Rồi, ở bên này chúng ta còn có râu nữa nè. Nhưng mà tôi thì tôi chưa có già đâu, cho nên là không cần râu. Mắt hả? Tôi sẽ chọn mắt long lanh như thế này đi, nhìn cho nó đẹp nè. Đó, còn mắt này mắt gì đây? Mắt này là mắt dê sòm hả? Thôi, chọn mắt long lanh đi cho nó đáng yêu. Ở bên đây thì có thể chọn mũi nữa nè. Chọn mũi kiểu nữa, nhưng mà mũi chứ không cần chỉnh đâu. Lông mày cũng không cần đâu. Răng hả? Nhân vật của tôi muốn nhân vật của tôi lúc nào cũng sẽ vui tươi. Cho nên tôi sẽ chỉnh cái miệng cười như thế này đi. Rồi, ở chỗ này thì chúng ta có thể chỉnh thêm mặt mụn nữa. Ui. Không, mặt ngoài tôi không có mụn cho nên tôi sẽ không chỉnh mặt mụn. Đó, ok. Chỉnh má hồng các kiểu nữa nè. Rồi, ui chỉnh cả nếp nhăn luôn à. Cái này nhiều thứ hay thiệt sự luôn bạn. Cái game này nha, giống cái kiểu game thời trang vậy các bạn. Không chỉ là có thể chỉnh được màu tóc mà còn có thể chỉnh được cả biểu cảm gương mặt, rồi chỉnh mụn, rồi chỉnh xẻo cái kiểu nữa, ghê thiệt sự. Ok, đây là quần áo hả ta? Quần áo thì tôi nghĩ là tôi sẽ mặc đồ giống ở trong Minecraft đi. Đó chính là tôi sẽ mặc một cái bộ vest như thế này các bạn ạ. Đó, ở trong Minecraft tôi mặc bộ vest cho nên tôi sẽ mặc vest như thế này luôn. Ok. Ở trong đây còn có váy đồ cái kiểu nữa nè. Nhiều đồ phết nha. Nón nè. Tôi không có đòi nón. Mắt kính đi. Ừ đúng rồi, chọn mắt kính là hợp lý nè. Nhưng mà tại sao không có mắt kính màu đỏ nha? Buồn á nha. Ước gì có mắt kính màu đỏ, tôi đeo kính đỏ là hợp lý luôn á. Rồi, để tôi xem coi. Chỉnh được rất nhiều thứ nha các bạn nha. Hợp lý luôn. Rồi, ok. Đây sẽ là nhân vật của tôi nha các bạn nha. Đơn giản như thế này thôi. Đó, nhìn như thế này thôi. Ok, lưu lại. Rồi, xong. Rồi, sau khi chúng ta đã chỉnh nhân vật xong thì bây giờ tôi sẽ đến cái phần tiếp theo là về nhà của mình đi. Ừ, hợp lý. Ở chỗ này tôi thấy có cái ngôi nhà nè, chắc là bấm vô đây để về nhà nè. Để tôi xem coi nhà của tôi trong game nó có xịn sò con bò cười không nha các bạn. Đấy. Đây, vào nhà nè. Ok, để xem coi nhà của tôi nó có giàu không đây. Không biết nhà của tôi có xịn sò không. Ủa đây là ai đây? Ủa, đây phải nhà tôi không? Đây đúng là nhà của tôi nha các bạn nha. Nhưng mà hình như ở trong đây là chúng ta có thể chọn nhân vật nè. Đây là hai nhân vật
đã được tạo ra ở trong gọi là game của tôi. Bây giờ thì tôi sẽ lấy nhân vật của tôi ra. Còn hai nhân vật này thì tôi nghĩ là tôi sẽ cất vô. Ok, tôi sẽ cất hai nhân vật này vô. Rồi tôi lấy nhân vật của tôi ra. Vậy là chúng ta có thể chọn được rất nhiều nhân vật ở đây luôn hả? Wow, xịn dữ vậy ta. Được, cái này hay á. Ủa rồi ai đây? Sanji vậy? Sao nhìn anh thợ cắt tóc này nhìn giống Sanji vậy? Ơi, rồi. Wow, đây là nhà của tôi sao? Để tôi xem thử nhà của tôi một lượt cái nào. Nhà của tôi đầu tiên là nó có nhà vệ sinh nè. Tất nhiên rồi, nhà ai không có nhà vệ sinh rồi, đi toilet chỗ nào? À, bên đây là nhà bếp nè, còn ở bên này là giường ngủ. Ui, giường ngủ ở trên cái kệ sách à. Mình sắp tới đây là mình chuẩn bị chuyển nhà các bạn ạ. Và tôi á cũng đang suy nghĩ ở trong đầu là tôi có nên làm một cái giường ngủ ở trên kệ sách như thế này không. Thiệt luôn á, tôi tính là tôi làm một cái giường ngủ ở trên kệ sách như thế này ngoài đời thật luôn á, tại nhìn khá là thích, cũng khá là chill. Đó, tôi đang suy nghĩ các bạn ạ. À, sắp tới chuyển nhà tôi sẽ quay vlog cho các bạn xem nha. À, ok, ở trong nhà chúng ta thì còn có thêm một cái con này gì, con ma hay là con mèo vậy? À, cái này là con, này là con mèo hả? Ok, ở bên đây thì chúng ta sẽ có một cái sân vườn. Bạn nào mà không biết á là tôi là một người khá là đam mê cây cảnh các bạn ạ. À, mặc dù là tôi chỉ mới có 21 tuổi thôi nhưng mà tôi cũng hơi già rồi. À, tôi bắt đầu tôi mê cây cảnh các kiểu và tôi đang chăm sóc cây kiểu các bạn ạ. À, ở chỗ này có cả mấy chi game nữa nè. Ồ, hợp lý. Được. Ai, nói chung mà đây là nhà của tôi thì tôi thấy nhà tôi thì nhìn nó cũng hơi chật chội xíu nhưng mà nhìn cũng đẹp đó. Ok, cũng được. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài. Tôi xem coi xung quanh bối cảnh ở bên ngoài nó như thế nào các bạn ạ. Ok, để xem coi ở chỗ này thì có cái tòa nhà gì nhìn ở bên đây là lạ vậy. Đâu, để vô thử cái tòa nhà bên đây coi. Ok, game này thì từ từ chúng ta phải khám phá coi nó có gì nè. Wow, tiệm quần áo hả? Wow, cái này là tiệm quần áo mấy ông ơi. Được quá nha. Ok rồi, tôi sẽ lấy con nhân vật của tôi ra. Con nhân vật tôi rồi. À đây, con nhân vật của tôi đây. Trời ơi, con nhân vật của tôi nó cầm theo cái nồi mì tôm ở nhà, nó cầm ra tới tận đây luôn mấy ba ơi. Ok thôi, bây giờ cái nồi mì tôm này để đâu vậy ta? Lấy cái mì tôm này để đầu của anh này đi. Rồi còn lấy cái nồi này để đằng sau này. Rồi ok xong, vậy đi. Đó. Ủa, để đây lỡ đâu bà chủ bà phát hiện xong bà chửi mình sao ta? Không được, lấy cái nồi lại đây. Giấu đằng sau cái mũ đi. Đó, vậy đi. Để cho nó đi, hợp lý. Rồi ok. Ui trời ơi, hình như đây là shop quần áo đúng không ta? Từ từ để mình cho con nhân vật của mình đi qua bên đây coi. Hello chị chủ nha. Ông biết ở đây shop mình có gì xịn xịn không chị? À trời ơi, Phong Cận đó hả em? Nghe bảo là em mới vào game đúng không? Hôm nay chị có khuyến mãi, mua gì mua hết đi em. Mua 1 tặng 1 tính tiền 3. Ui, mua 1 tặng 1 tính tiền 3 lận hả? Xịn dữ vậy ta. Ủa khoan từ, hình như có gì nó hơi sai sai phải không ta? Thôi kệ đi, bây giờ nói chung là vô đây lựa ít quần áo coi. Ở đây có cái bộ đồ, ui bộ đồ vest màu xanh lá cây nè. Ui, bộ này nhìn cũng xịn sò, cũng đẹp trai. Có cái áo màu đỏ nè, mặc thử coi. Thôi áo này chỉ trâu á. Ừ, trong tim tôi có một cái ông á tên là Nguyễn Thanh Quốc. Cái ông này cũng thích màu đỏ, mặc màu đỏ chỉ trâu lắm. Ơi, thời buổi nào cũng thích xuyên đỏ. Ở đây xuyên vàng nè, để coi coi. Trong nhà tôi cũng có một người anh tên là Hoài Việt, anh ấy cũng thích màu vàng, trai thích màu vàng. Không được. Đây, đây mặc lại bộ đồ vest đi. Đồ hôm nay không có đẹp mấy bạn ơi, thôi mình mua nón đi. Ok, nón thì wow, mũ Gucci. Cái mũ này phải mũ Gucci không? được, chị ơi, em mua cái mũ này chị. Cái mũ Gucci này hợp lý nè chị. Để xem coi ở xung quanh đây còn gì nữa không ta. Bên đây là có một người bà đang ngồi may đồ à. Ui, bà ấy mới vừa may được bộ đồ đẹp dữ ta. Từ, để tôi mặc thử coi. Từ, đây con nhân vật của tôi đi bộ qua đây nè. Rồi, con nhân vật của tôi. Rồi, ok, tôi lấy thử cái bộ đồ bà mới may tôi mặc thử coi. Wow. Thôi bà, con trả lại bà bộ đồ nha, bộ này không đẹp, thôi xin lỗi bà may tiếp đi. Rồi ok, thôi tôi nghĩ là trong đây tôi mua được mỗi cái nón nữa bạn ạ. Cái nón là đẹp nhất rồi, đồ hôm nay không có gì hợp với tôi cả. Thôi rồi, cảm ơn chị chủ nha. Giờ là em đi qua bên nhà khác để em xem coi. Ui game này hay nha bạn nha, game này coi bộ hay à. Có nhiều thứ để mình vào mình xem hết. Con này là gì đây? Cái này tiệm cắt tóc hả? Tiệm cắt tóc. Hello anh chủ quán nha. Hôm nay là em tới cắt tóc mà anh có thể nào cắt cho em một cái mái tóc nào mà kiểu gọi là đẹp trai cỡ như Sơn Tùng á. Mà hot boy như là G-Dragon không hả? Có cái tóc nào xịn xịn vậy không anh? Trời ơi, em trai thích tóc xịn đúng không? Yên tâm có anh ở đây, anh sẽ giúp em một cái bộ tóc thật là đẹp luôn. Yeah. Lên ghế ngồi đi em. Rồi, ok anh trai luôn, Ok, để lên ghế ngồi coi, ghế cắt tóc là ghế này đúng không? Ok, ngồi lên nè. Rồi cởi nón ra. Rồi để cái nón đâu vậy ta? Anh trai đổi giúp em cái nón nha anh trai. Rồi ok, cho nhân vật của tôi ngồi lên đây nè. Rồi bây giờ bắt đầu sẽ là hấp tóc. Ủa sao mới ngồi lên trên cái máy cái tóc tôi xù lên luôn rồi. Ủa gì kỳ vậy? Từ 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 anh
anh chủ ơi, sao tự nhiên ngồi lên trên cái máy cái tóc em nó xù lên luôn vậy anh chủ? Ủa em làm gì mà tóc em xù lên thế ghê vậy? Thôi đi lên ghế ngồi lại đi để anh sửa lại cho. Trời ơi, đừng có bấm bậy bạ nha, thôi tóc hư á. À rồi ok, xin lỗi, cái này lỗi em, lỗi tôi ok rồi, bây giờ mình lên ghế ngồi lại nè. Rồi, cái máy này là để sửa lại tóc đúng không? Ủa sao tự nhiên từ cục kem mà bây giờ nó chuyển qua thành tóc que kem luôn rồi anh? Ủa anh ơi, cái gì mà tóc em giờ? Anh ơi, anh có thể nào anh sửa lại tóc giúp em được không? Chứ tóc em chỗ này không được anh ơi. Rồi, em lên ghế ngồi đi để anh sửa lại cho nha. Trời ơi, đừng có bấm bậy bạ đây em ơi. Bấm tí nữa chọc đầu luôn bây giờ á. Rồi, ok, cảm ơn anh trai. Thôi bây giờ mình lên ghế mình ngồi im đi bạn. Không có bấm tay mấy tay chân nữa, thôi tí nữa là hư hết tóc của mình luôn đó. Ở bên đây là có phần gội đầu kiểu nè, đang ngứa cái đầu quá, để qua bên đây cho anh trai bên đây anh gọi đầu cho mình coi. Ủa anh Sanji nè, anh ơi anh có phải là Sanji ở trong One Piece live action đúng không anh? Nhìn tóc của anh y hệt như Sanji luôn á. Đẹp trai của anh. Cảm ơn em nha. Trời ơi, ai cũng bảo anh đẹp trai giống Sanji gì đó, nhìn em cũng đẹp trai ha. Nhìn em giống như cái cục kem vậy đó. Anh trai nói gì kỳ quá. Em bị hư tóc chứ phải là em muốn làm cái tóc hình cái cục kem vậy đâu anh. Thôi giờ anh có thể nào sửa lại cho em cái tóc với lại là chỉnh lại màu cái kiểu được không? Giờ em không thích cái màu xanh dương này nữa. Anh chỉnh với em cái màu xanh dương rồi đó mà nó sáng sáng hơn xíu đó. Sao chỉnh kiểu cái kiểu đó cho em nữa được không? Được luôn em trai ơi, yên tâm, để anh làm cho nha. Ngồi im đi. Rồi, để anh cắt cho nè. Ok. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cái gì vậy? Ủa anh Sanji ơi, hình như em thấy có cái gì đó hơi sai thì phải. Sao nãy vô em bảo là anh cắt cho em quả đầu nào chiến mà sao giờ đầu em hơi sai anh ơi? Ủa đúng mà em trai, quả đầu chiến chỉ có đầu chọc là chiến nhất thôi. Giờ nhìn em có khác gì là mấy cái anh bóc bát họ không? Hợp lý mà. Trời ơi, rồi xong luôn, hiểu luôn. Rồi, cảm ơn anh trai. Rồi, tóc chiến lắm anh trai ạ. Rồi, anh trai ơi, cho em mượn lại cái nón. Giờ em có lý do để em xài cái nón rồi. Rồi, ok. Cảm ơn anh nha. Ok, tóc đẹp lắm, tóc đẹp. Rồi, bye bye anh, em đi đây, tạm biệt. Tóc em này đẹp mấy bạn ạ. Được. Thôi, tạm thời tôi đổi nón mấy tháng vậy. Ok, từ. xem tiếp coi hiện tại ở bên đây là có gì khác nữa không ta. Để tôi qua xem thử coi. Ui, có quán ăn à. Đây, hình như cái này là quán ăn nè. Quán ăn là một thứ mà không thể thiếu đối với tôi khi mà sống trên đời luôn. Ok. Tiệm bánh ngọt. Ui, tiệm bánh ngọt này nhìn ngon quá nha. Từ từ để vô xem thử coi. Chắc là để lên ghế ngồi nè. Đấy, ok, lên ghế ngồi ở đây đi. Sau đó là ở đây có bánh kem sẵn nè. Ui, ai ăn để No. Mình là con người có liêm sỉ. Dù là ở trong game mình cũng không ăn đồ thừa. Các bạn hiểu không? Rồi, cái bánh kem này để lại. À, rồi, lấy nguyên cái dĩa bánh kem bỏ ở bên kia. Tôi nhất quyết không ăn đồ thừa nha. Ok, lại hỏi anh chủ quán order coi. Anh chủ quán ơi, ở đây mình có cái món gì mà ăn mà không trả tiền không anh? Có chứ em, ăn đấm đó, em muốn ăn không? Anh đấm cho em một cái là không cần tính tiền đâu nha. Anh trả tiền viện phí cho em, ok. Thôi, cảm ơn anh trai nóng thế. Anh trai tính nóng như kem, trời ơi là trời. Ok, anh trai cho em xin cái bánh quết tí sô-cô-la nha. Ok, vậy đi anh trai. Thôi, để em tự làm luôn cho. Đây là để em tự làm luôn cho. Từ để kiếm đâu ra cái dĩa vậy ta. Thôi, bên này có cái bánh kem nè. Lấy cái bánh kem để anh đầu của anh chủ quán đi. Rồi, còn cái dĩa đem qua đây. Ok, sao mà bây giờ mình lấy cho mình cái bánh mì nè. Bánh mì lát nè, ok. Một ổ bánh mì lát. Ở bên đây, ui, có con dao bên đây nè. Hình như là dao này cắt bánh mì được không? Cắt được nha, cắt bánh mì được nha. Đây, xong rồi lấy hũ sô-cô-la ra. Đấy, từ. Ở bên này là có trái dâu nè, hình như mình dùng dao để mình... mình cầm dao lên, sau đó mình cầm thêm cái hũ ở trên tay nữa thì mình sẽ có thể lấy được sô-cô-la ra. Ok, bỏ sô-cô-la lên trên cái miếng bánh mì nè. Ủa đâu rồi? Rồi xong, sô-cô-la rơi xuống bàn rồi. Để lên miếng bánh mì. Ủa, tắm được. Từ, cho nhân vật của mình nó cầm bánh mì với lại cầm cái miếng sô-cô-la đi. Đây, lấy con dao cắt cái ổ bánh mì cái đã. Từ. Rồi, ok, được ngay một cái bánh kẹp sô-cô-la. Hợp lý, rồi ăn. Ăn đi. Làm cái nào ăn được ta? Ủa, là cái nào ăn được ta? Ủa, rồi, để ngay miệng của con nhân vật là nó ăn.
hay game này hay. Rồi ok được game này hay á. Ê, nhưng mà tôi để ý là hình như là nhân vật của tôi trong đây là tôi thấy là nó cần phải đi làm để kiếm tiền các bạn ạ. Cho nên là tập sau tôi sẽ thử tôi đi làm để kiếm tiền ở trong game này thử coi. Ok rồi. Còn cái gì ở trong game này hay nữa mà mình chưa khám phá thì các bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới. Bạn nào đã từng chơi game này rồi thì hãy comment xuống cho mình biết rằng là còn cái gì hay nữa, đặc biệt nữa thì comment xuống bên dưới cho tôi biết nha. Còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng là hôm nay tôi khám phá cái game này một tí vậy thôi đó. Nói chung là game hay và cũng có nhiều thứ thú vị. Ok, nói chung là được á. Rồi, tôi sẽ quay game này nếu như các bạn thích nha. Ok, còn bây giờ thì video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên tôi sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Nếu như ông nào đã từng chơi game này rồi, nhớ comment xuống bên dưới cho tôi biết nha. Còn bây giờ thì tạm biệt. Bye bye.